Cảm giác lần này xem MV nó không được vui như hai lần trước em reaction cái video may mắn khi có em nhỉ. Với lại bài cứ để anh lo đúng không? Bài cứ để anh lo của chị Vi. Cảm giác nó làm sao ấy. Thì nói thật mọi người là em nghe, em chỉ nghe giai điệu thôi, chứ còn để mà nói hiểu thì em không hiểu. Nhưng mà may mà có Việt sắp ở dưới này. À, cái này à, nội dung kịch bản là anh Khôi là người phản bội chị Vidya. Đấy, để đi theo trà xanh là Una. Đấy. Không biết vì cái gì nhỉ? Em nhận ra rằng chỉ có Thượng Đế mới mang lại cảm giác đó trong tim anh. Trong cái đoạn anh Khôi với bà Vi đi với nhau để trông buồn cười nhỉ. Ôi ôi ôi, lại còn vứt mã nhau nữa chứ. Bố tổ chắc cái đó sẽ ghen. Mọi người có biết là chị đang thiếu cái gì không? Chị chỉ cần thay đổi cái phong cách ăn mặc của chị thôi là, nhưng mà chị có cái nét riêng của chị ấy là cute, duyên, xinh gái. Còn mọi người mà so sánh chị Vidya với Una thì em nói thật là mỗi người có một cái nét riêng. Không thể nào mà phủ nhận được là Una không xinh. Nhưng mà em thì em vẫn chọn chị Vi. Đấy. Tại vì một lý do đơn giản thôi là em gặp chị Vi ở ngoài đời rồi. Đấy, chưa gặp Una nên là em chọn chị Vi. Đấy. Đối với em thì chỉ có người thật việc thật thôi. Chứ còn ở trên mạng thì không biết được. Bài này tên là bài Diriku. Đấy, mọi người lên YouTube gõ Vidya là ra. Đấy, mọi người lên đăng ký kênh cũng như là like MV để giúp cho MV đạt được nhiều thành tích và chị Vidya được mọi người biết đến nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Tại vì sao mà em xem cái video này em không đề cập đến cái nội dung video nó nhiều, là bởi vì thứ nhất là nó nhạy cảm, thứ hai là cái bài hát này nó buồn nên em không muốn kiểu làm cho cái cảm xúc nó bị gián đoạn ấy, nó bị buồn xuống ấy. Đấy, nên là em phải, em nói chung là thôi xem tiếp đi. À,
ở trong bài hát lại có câu anh quay về với em nhỉ? Nào chúng ta cùng nghe tiếp thôi nhé. Em chờ anh đến cuối cuộc đời em. Cảm ơn Hoài Thương. Anh quay về với em. Anh quay về với em. Ok nha. Anh sẽ chờ em dù biển xanh kia có cạn khô, chờ sau đêm bão kia anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau tìm mọi sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình, còn người mình thương cứ theo nhau cả cuộc đời. Nhiều lần anh muốn em vui mà thôi, họa vào nét môi em đang cười tươi. Nghe xong ngoài này khoái khoái khoái. Đấy, nói chung là chuyện tình cảm của anh chị thì em không xen vào ấy, mà nghe xong bài hát cảm giác nó khoái. Dành cho những ai mà yêu mến, quan tâm đến anh chị thì mọi người có thể vào xem MV mới của chị Vidia, và mọi người xem hết MV và cả bài thì em chỉ cần mọi người xem mỗi đoạn cuối thôi, mỗi hai câu cuối thôi. Xong mọi người bấm like, bấm đăng ký kênh. Đấy, kênh YouTube của chị Vidia là Vidia Official. Đấy, mọi người chỉ cần xem hai câu cuối thôi, không cần phải xem nhiều, nghe hết bài nhưng mà xem hai câu cuối.